ô cửa lung linh là những ánh mắt lấp lánh tràn niềm vui. Trong những ô cửa xinh xinh là những yêu thương hoa cùng những tiếng cười. La la la, mọi người cao vang lên cuộc đời hạnh phúc ai cũng mang bao niềm vui để hạnh phúc ngập tràn. Tối nay tớ bận rồi, để hôm khác gặp nhau. Có gì tớ chủ động liên lạc với cậu nhá. Ok. Nhìn cái gì đấy? Tối làm gì có ai hẹn mà cứ làm như này. Mà chị thả thính ít thôi, thích thì nhích luôn. Sao cứ phải thả làm cái gì? Hương thì mãi mãi vẫn chỉ là Hương thôi Hương ạ. Này, những người phụ nữ thông minh là dù họ có thích đến mấy không bao giờ họ thể hiện ra để họ còn giữ giá. Thôi, chị cứ giữ lấy giá mà làm nộ. Mà em nói thật với chị nhá. Này, về. Cái tình trạng này nó như lâu lắm rồi, em không thể để kéo dài như này được. Thế này thì bao giờ em mới hoàn thành được nhiệm vụ mà bác giao cho em? Việc của em à? Tập trung chuyên môn đi. Nhiều. Alo, alo. Dạ, em chào anh ạ. Anh ơi, em là Hương, em làm quản lý, trợ lý, hộ lý. Nói chung là em giải quyết tất cả những vấn đề bí liên quan đến chương trình. Dạ. Ôi trời ơi, thế thì em hiểu rồi. Ở đâu khó, ở đây có Hương đấy. Từ bây giờ nhá, em sẽ là quân sư cho anh. Anh vừa mới đến. Vừa mới đến gì? Chị em đằng sau kia kìa. Nhanh lên. Anh ấy đến lâu lắm rồi chờ. Cứ lể mả để mệt. Trời ơi, cái túi này bỏ ra ngồi dịch vào. Mùa đông này là không có khoảng cách. Nào đấy. Ôi trời ơi, chị thấy không? Anh Dũng vừa đẹp trai lại còn chuẩn xoay ga. Thơm tho sạch sẽ lại còn đúng giờ nữa anh Dũng nhỉ? Hả? Mùi gì? Nồng nặc lên ý. Làm gì có mùi gì đâu, chị cứ nhạy cảm quá, em có ngửi thấy mùi gì đâu. Dung cũng thế. Dung hôm nay bị ngạt mũi, có ngửi thấy mùi gì đâu. Bảo gì ít thôi rồi nồng nặc hết, cởi cái áo đi. Hôm nay thời tiết nóng quá. Nóng nhá. Ôi trời ơi, đấy chị ạ. Chắc là mấy hôm nay cái mùi hoa sữa nó cứ nồng nặc nhức hết cả đầu. Em cũng thấy nhức đầu mà. Đi luôn đi, không muộn bây giờ. Mời chị. Tôi đi chứ nhở. Đáng yêu nhở. Ôi Trinh ơi. Hả? Ôi, con chú cá kia rất đáng yêu, rất giống cùng Trinh. Đâu? Đây đây, đang bơi đây đấy. Đấy đấy, đang bơi đây đấy. Xinh nhở. Rất đáng yêu. Ôi dồi ôi là dồi. Con cá xấu như thế kia mà anh bảo giống chị Trinh thì làm gì mà bà chả đi. Bây giờ nhá, nghe em bảo đây. Anh dẫn chị ra cái khu nào mà có cá dữ nhất và to nhất cho em. Cho chị sợ. Ê, lúc chị sợ thì mình tỏ người đấy là người che chở, mình bao bọc. Thế mà anh không nhớ ra. Trinh ơi, Trinh. Giới thiệu với Trinh, đây là loài cá hải tượng truyền sống ở vùng nước Amazon. Ôi này, có một con to đùng nó đang tiến tới gần Dũng kìa, ngay sát cạnh Dũng luôn kìa. Dũng ơi, sao thế? Sao thế? Không sao. Tại vì sáng nay Dũng quên đằng sáng. Tụt huyết áp. Trong này khó thở. Đi chỗ khác đi. Đi. Ôi trời ơi, còn một con nữa thì kìa. Ôi là ông. Dậy. Làm gì mà yếu thế này. Nhìn nâu thế không biết nữa. Đi. Đưa anh đi chỗ khác. Đi. Ôi trời ơi.
Ôi. Nói với anh một câu đi. Nói cái gì, em đã giúp anh như thế rồi còn gì nữa. Tại anh ấy, anh vì bạch mẽ này. Chuyện nắng à, người cho cứ giữ lại mồ hôi. Giờ để tính xem nào. Bà lạnh quá cũng không được đâu. Chờ nhá. Ba, ba ơi. Cái gì? Bà đi ra đây, bà ra đây, ra đây. Cái gì? Sao? Ừ. Ủa, bà cho con mượn một tí nhá. Anh bà mang lên tặng nhanh lên. Cái gì đấy? Hoa 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 hoa. Bà ra đây, bà ra đây. Cái gì? Chờ một tí. Đang tỏ tình với nhau. Quên cơ phải cái gì? Không 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 không. Trinh. Cho Dũng xin lỗi chuyện lúc nãy. Dũng có bó hoa tặng Trinh. Tặng Trinh á? Ừ. Cảm ơn Dũng. Trinh mở nhá. Ừ. Đây là hoa cúng mà. Bà ơi, sao bà không bảo con sớm? Trinh ơi, mày có để cho bà nói cái gì đâu, mình chưa kịp nói được cái trạng thọng ta lại cơ. Chết cái tổ đó tao không. Mà bây giờ cái hoa cúng của tao mày đi mày mang làm như thế à hả? Thế này chết con rồi làm thế nào bây giờ? Ừ, tôi được rồi, tôi sẽ có cách. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, cô Trinh, tôi đi đổ rác, rơi mất cái nhẫn vào trong thùng rác rồi. Hai đứa giúp anh tìm cái vợ anh mà biết nó giết anh mất. Để tìm ra. Ừ. Anh chị vào tìm của em lên, tìm từ nãy giờ. Đuổi mệt quá. Thùng bên trong đấy kìa. Đấy, thùng bên trong. Ngoài. Đúng rồi, hẳn bên trong ấy, cái thùng vàng vàng đấy. Này, làm cái gì? Mở cửa ra. Tránh ra, Dũng làm gì đấy? Này, im bặt rồi. Thế, có khi đang tình cảm. Các cụ nói cấm có sai nhá. Nhất cự ly, nhì thùng rác. Sao lại là thùng rác? Nhưng mà thùng rác cũng được. Đúng rồi à. Từ từ. Hả? Để tôi nhắn tin cho. Ui quá. Hóa ra tất cả chỉ là làm trò thôi đúng không? Cho Dũng giải thích ra. Mở cửa ra. Làm cái gì thế? Nếu mà còn dở trò thế nữa nhá thì không có chị em anh em gì đâu hết ấy. Ôi trời. Ồ, này. Vui không? Vui mẹ gì? Này, là bà Mai không thành rồi.